Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Điểm Hẹn Cuối Tuần. Tôi là Thiên An và đây là bạn dẫn của tôi, Thanh Mai. Vâng, xin chào quý vị. Một tuần trôi qua thật nhanh, chúng tôi lại tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình, đó là đi tìm những quán ăn ngon và những quán cà phê có không gian thật độc đáo để trải nghiệm và review đến quý vị. Thiên An rất vui khi được thực hiện sứ mệnh này bởi vì vừa được ăn ngon lại còn được trải nghiệm những điều thú vị của chương trình nữa. Vâng, phải nói là nghề của chúng tôi rất thú vị đúng không ạ? Anh Thiên An đã sẵn sàng đến với những trải nghiệm của tuần này chưa? Chắc chắn rồi, anh luôn sẵn sàng. Vâng, vậy thì mời quý vị khán giả cùng với chúng tôi bắt đầu chương trình Điểm Hẹn Cuối Tuần ngay bây giờ. Đến rồi. Mưa. Ôi trời ơi, Hà Nội lúc nắng lúc mưa đỏng đảnh y như em vậy đó. Lại ví con rồi, trời nó đỏng đảnh như thế này thì đi ăn ốc mới là gọi là hợp lý. Chúng ta đang có mặt ở Vua Ốc số 33 hàng 4. Anh nhìn không? Đấy, một cái tông màu hồng như thế này. Ở trên kia còn hồng nữa cơ. Sẽ cân bằng cảm xúc cho những ngày mà thời tiết nó đỏng đa, đỏng đảnh lúc nắng lúc mưa như thế này. Thế á? Thế thì bây giờ mình sẽ lên luôn nhá. Ghét ăn thử rồi, đi nào. Wow, anh An ơi, nhanh, trời ơi, màu hồng, rất là xinh. Ui, không gian rộng thế. Phải nói rằng là không gian này với cái màu sắc nội thất như thế này sẽ rất là hợp với các bạn trẻ, các bạn tuổi teen này, đặc biệt là nữ giới như em. Anh thấy là ở đây có màu hồng chủ đạo đúng không? Xong chấm thêm màu xanh xanh nữa, rất là hợp giới trẻ đến đây để ăn uống. Một cái món ăn mà anh nghĩ là mọi người đều có thể ăn được. Món ăn vặt mà quốc dân rồi. Đồng thời nhá, anh để ý này, chúng ta đếm xương xương nhá. 5 dãy bàn, mỗi dãy kê được. Chỗ này sức chứa của cả cái phòng hình L này phải đến khoảng 80 người. Có nghĩa rằng là nếu mà chúng ta tổ chức sinh nhật này, hay là một cái bữa tiệc gia đình, hay là một cái cuộc liên hoan họp mặt bạn bè, cơ quan vân vân, thì chúng ta hoàn toàn có thể booking tại đây. Anh thì anh đang thắc mắc là ở ngay mặt tiền của phố Hàng Bún như thế này, với một diện tích rộng như thế này thì không biết là menu có đắt không nhỉ? Thường thường thì mình nhìn những cái cửa hàng nào mà có cơ sở vật chất sang chảnh đúng không? Mình sẽ sợ là giá nó sẽ thế nhưng mà cả nhà ơi, bây giờ hãy cùng với Thanh Mai và anh An khám phá xem là trong menu có những món ăn gì và mức giá sẽ như thế nào nhá. Rồi, chúng ta đi cùng thôi. Kiếm thôi. Ngồi ngay bàn sau nhá. Ok, chọn bàn này okay. Đi. Ok. Ôi. Ai chà. Đâu, xem menu nào. Cái gì đây? Người cầm menu, auto sinh gái. Cái này là thôi, quán đã ưu ái em rồi thì mời em đi chợ. Phải nói là quán thì thiên vị cho phụ nữ chọn đồ ăn, thế nên là xin mời quán là sẽ để thêm một dòng nữa là ai giả tiền liệt dai. Ok luôn. Ok. Rồi, mình lướt qua menu một xíu nha. Anh có hỏi là nhờ, có bị cắt cổ không ý? Thì em thấy là không. Giá này là cũng là giá chung rồi. Đây có ngao này, ốc này, xem là có những gì này. Ốc hương này, ốc tỏi, ốc sư tử, ốc móng tay, ốc điều, ốc cà na, ốc mỡ, ốc bông. Uầy, nhiều thế. Bạch tuộc này, bề bề, mực, tôm sú, hàu, tu hài, cồi, sò, gai, càng ghẹ, cua, cù kỳ. Uầy, cái hay thế. Sao xem nào. Vẫn chưa hết nha quý vị ơi. Đang còn sò huyết, sò điệp, sò lông, sò mai, sò gai, sò dương, sò tim, cua Cà Mau, ghẹ, tôm hùm, cá tầm. Rồi. Ôi, món ăn no này, có cả cháo lầu này, hải sản này, cơm hải sản này, miến xào hải sản. Ôi, nhiều món như này á, hôm nay là anh ăn nhiều lắm đấy nhá. Không sao, bởi vì người ăn nhiều là người trả tiền mà. Anh ăn nhiều để review quý vị khán giả thôi, chứ bụng anh thì cũng ăn được nhiều mấy đâu. Thế nên là ngày hôm nay chắc là hai anh em mình chọn những cái món mà bên cạnh việc chúng ta thích thì sẽ là những cái món mà phổ thông, mà có khả năng là nhiều người sẽ thích nữa. Để mình xem là chất lượng nó ra sao. Wow. Trời ơi,
đấy, anh bảo thời tiết đồng đành nữa đi. Em mong ngày nào nó cũng đồng đành như thế này. Em mong ngày nào nó cũng đồng đành như thế này. Trời ơi, kiểu như là mưa xong rồi nó sẽ se lạnh một chút đấy. Ăn hải sản, trời ơi, bá cháy. Cảm quan nào, em thấy khi mà lên những món này như thế nào? Nói thật với anh là em đang nuốt nước bọt ở ngực người thế này. Trời ơi, hấp dẫn quá. Bây giờ anh nghĩ là ốc hương ở gần hay là chúng ta sẽ ăn ốc hương trước đi? Em muốn thử cái nước sốt này một chút. Đây. Với cái món này ấy, là khi mà lấy ốc lên là mình phải ăn trước, phải gọi là gì, mút hết những cái phần sốt dừa bên ngoài, sốt dừa béo ngậy đúng không? Sau đó bắt đầu mới lấy cái phần ruột ốc ra để chấm. Sốt dừa ở đây không quá ngọt, không quá ngấy, và rất là dậy vị dừa. Chúng ta phải chấm vào cái phần ớt tiêu xanh. Phải nói là cái phần mắm chấm ở đây cực kỳ ngon luôn. Rất là đậm đà, mùi thơm giữa gừng rồi xả, rồi sau đó thì cân bằng vị nữa. Nói chung là rất là đậm đà, tuyệt vời. Ôi cả nhà ơi, khi mà chúng ta vặn con ốc lên này, đó, trời ơi, thân ốc ở trong nó ngậy luôn, rất là ngon ạ. Anh cũng gần lên được rồi nhá. Thường thường các quán ốc á là sẽ ở dạng quán ốc đúng rồi. Vỉa hè. Dưới chân là rất nhiều vỏ ốc đúng không? Rồi, hoặc là trong các hộ gia đình kiểu như vậy. Nhưng mà bảo sao mà hôm nay ở đây là vua ốc, là ăn ốc là không phải lo đồ vỏ. Đúng rồi. Thùng rác lúc nào cũng sẵn ở dưới chân luôn. Thôi rồi, chúng ta đã tạm dừng với cái món này một chút nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đổi sang một món khác đi. Em muốn ăn món gì tiếp theo nào? Em muốn thử tôm. Ok, thế thì chuyển tôm vào. Ôi, cả nhà nhìn này. Một cái cách trang trí rất là xinh đúng không ạ? Trong một cái lòng quả dứa như thế này, nhìn thôi đã thấy ngon rồi. Thực ra là anh rất thích những cái món gì mà liên quan đến phô mai. Nên là hôm nay đã cố ý là chọn một món là tôm sốt dứa và có kèm phô mai nữa. Rồi. Này, em thấy không? Phần tôm họ đã tách để cái phần tôm nó có thể tăng cái diện tích để tiếp xúc phô mai. Mà cả nhà nhìn nhá. Khi mà nấu á, là người đầu bếp đã khứa đôi cái thân của con tôm ra. Nên là khi mà chín á, nó sẽ nở ra nhìn rất là đẹp mắt. Và đặc biệt là được bày ở trong một cái thân dứa như thế này nữa. Rồi. Đặc biệt với những người yêu thích phô mai thì anh cũng phải chấm đậm đà như thế này. Phô mai ngậy ngậy mà lại chua. Và thơm và ngọt ngọt, vị của dứa nữa. Tôm ngọt nhá, xong rồi cái phần sốt dứa ấy nó hòa quyện lại rất hợp lý, rất ngon. Thực ra là ban đầu ấy, bản thân An và Mai khi mà gọi món tôm sốt dứa này, khi mà nhìn thấy ấy, chúng tôi tưởng nghĩ đâu là sẽ là món này là cái món rất là béo ngậy đúng không? Nhưng mà sau đó khi mà ăn thì mình thấy cảm giác hơi ngược hoàn toàn. Bởi vì thực ra là cũng có vị béo béo bởi vì là có kem phô mai, thế nhưng mà nó sẽ hơi chua chua thanh thanh một chút. Nên là làm đỡ ngán hơn đúng nhỉ? Rồi. Ngày hôm nay cái bữa ăn này nó làm bừng sáng cái ngày mưa của em. Ăn này là hết đồng đảnh luôn đúng không? Ăn này là hết đồng đảnh luôn đúng không? Tôm sốt dứa ngậy ngậy rồi, mình sẽ chuyển sang món hơi thanh hơn một chút. Đây là ngao hoa hấp xả. Đặc biệt là món này thì chấm vào cái phần nước chấm này thì mới gọi là đỉnh của chóp này. Đây, cứ phải chấm sâu, chấm ngập như thế này. Anh là một team mà chấm phải chấm đậm đà. Ngon quá. Ngao hoa hấp xả này thì đây là cái món cũng khá là quen thuộc rồi. Ngon nhưng mà cũng không đánh giá cao quá, bởi vì thực ra là cái món mà mình ăn thường xuyên rồi đúng không? Em nếm thử nước sốt, nước canh á thì cũng thấy là gia vị, gia giảm hợp lý, vừa miệng, khá là ngon và hải sản đây rất là tươi. Anh nghĩ là bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang món rất là đặc trưng ở quán, đó chính là tu hài sốt bơ tỏi. Trời ơi, anh thích sốt bơ tỏi. Trời ơi, cả nhà ơi. Nghe thấy bơ tỏi là anh thích rồi. Thật sự là chưa bao giờ mình được ăn một món tô hài nào nó to như thế này. Thật sự. Cảm quan như nào? Em cảm quan về món này như thế nào? Con tô hài nó rất là to ấy. Bình thường em ăn tô hài thì nó nhỏ một nửa như thế này. Không biết là có phải là vì ngày hôm nay chúng tôi quay không mà họ đã chọn những con tô hài rất là mập và to béo như thế này. Đấy, nên là quý vị mà có thể kiểm chứng thì cũng phải đến đây ăn thử nhờ. Bây giờ thì nào, xin mời. Trời ơi, đó. Quá hấp dẫn luôn. Nào, cũng cái này. Yeah, ăn thôi. Con cứ như thế này ạ. Ban đầu khi mà ăn phần ở trong, gọi phần đuôi à, không phải là cái phần vòi ở ngoài đâu nhá, phần ở trong thân ý, thì tôi thấy khá dai dai. Nhưng mà đến lúc mà ăn phần vòi ý, thì nó là giòn, nó không còn dai nữa. Trời ơi, ngon quá cả nhà ơi. Em cảm nhận được độ tươi đúng không? Em chưa bao giờ ăn con cua hài to đến như thế này. Em chưa bao giờ ăn con cua hài to đến như thế này. 10 điểm.
Bây giờ chúng ta sẽ đổi sang một món gọi là đinh trong bàn tiệc ngày hôm nay mà chờ đợi mãi chắc là háo hức lắm rồi đúng không? Đó chính là cua sốt hoàng kim, đúng không? Một cái màu cam óng ả và đặc biệt là được trang trí gọi là bắt mắt và tôn lên cái sự dũng mãnh của chủ cua này. Wow, dũng mãnh luôn à? Nói từ dũng mãnh này chắc chắn là càng sẽ rất là kiểu chắc chắn ấy, thịt đúng không? Mỗi người một bên thân nha. Nhưng mà em thấy không, đó, rất hay nhá, khi mà nhìn vào anh còn tưởng là nguyên cả con. Nhưng mà hóa ra đụng vào mình mới biết. Cũng là một sự bất ngờ nhá, nhưng mà họ xếp thật sự là vị của sốt rất là vừa. Đây cho em cái càng, một cái càng. Anh cũng sẽ xin lỗi em nhưng mà hình như anh đã chọn cái càng to hơn rồi thì phải. Ồ, nè, phần thịt này thấy không? Nhìn thôi đã thấy hấp dẫn lắm rồi. Em không phải là người thích ăn trứng muối. Nhưng mà thật sự là cái sốt này rất là ngon. Thật sự là rất đáng để thử nha quý vị ơi. Phần thịt cua nó ngọt, nó dai, nó chắc, kết hợp với sốt trứng muối nó béo, nó ngậy. Thật sự luôn ý, nó quá ngon. Rồi, vậy là thử thách tuần này, sứ mệnh tuần này của chúng ta đã được khép lại bằng một cái trải nghiệm thực sự rất đậm đà, béo ngậy và trời ơi thơm ngon của món cua sốt hoàng kim này. Anh cảm thấy thế nào? Thực ra là bản thân anh thấy là càng ngày càng yêu thích cái công việc, cái sứ mệnh này của mình. Bởi vì vừa được ăn ngon này, ăn những món lạ miệng, lại còn được đến nhiều nơi với nhiều trải nghiệm nữa. Và có lẽ là bản thân anh phải chuẩn bị một tâm hồn thật đẹp để hẹn gặp lại những quý vị khán giả ở chương trình Điểm Hẹn cuối tuần ở tuần sau. Và một quý vị đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chúng tôi vào tối thứ bảy hàng tuần. Còn bây giờ thời lượng của chương trình đã hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Và chúng tôi sẽ phải xử lý nốt con cua ở đây. Xin chào.